Anh ấy mất chìa khóa, nhưng đã tìm cách mở được cánh cửa. He lost his key, but he managed to open the door. He managed to open the door. Nó quá nặng, làm sao anh xoay sở mang nó ra xe? It was so heavy. How did you manage to carry it to the car? How did you manage to carry it to the car? Ngôi nhà đang cháy, nhưng mọi người đã tìm cách thoát ra được. The house was burning, but everybody managed to escape. Everybody managed to escape. Trời đang mưa rất to, nhưng phi công đã tìm cách đáp xuống an toàn. It was raining heavily, but the pilot managed to land safely. It was raining heavily, but the pilot managed to land safely. Tôi không bao giờ quên điều đó. I never forget it. I never forget it. Tôi sẽ không quên điều đó. I won't forget it. I won't forget it. Tôi sẽ không bao giờ quên họ. I'll never forget them. I'll never forget them. Anh không được quên sự giúp đỡ của bà ấy. You mustn't forget her help. You mustn't forget her help. Anh có quên gì không? Have you forgotten anything? Have you forgotten anything? Anh đã quên một điều. You've forgotten something. You've forgotten something. Xin lỗi, tôi quên tên anh. Sorry, I forget your name. Sorry, I forget your name. Nó đã xảy ra cách đây đã lâu. Quên nó đi. It happened a long time ago. Forget it. Tôi suýt quên. I nearly forgot. I nearly forgot. Đừng quên những gì anh nói. Don't forget what you say. Don't forget what you say.
Tôi quên mang theo tiền. I forgot my money. Tôi không thể trả anh bây giờ được. I can't pay you now. Vì tôi quên mang theo tiền. Because I forgot my money. Tôi không thể gọi điện cho anh ấy được. I can't call him. Vì tôi quên mang theo điện thoại. Because I forgot my phone. I forgot my phone. Tôi thường quên mang theo thẻ chứng minh nhân dân. I often forget my ID. I often forget my ID. Tôi vội nên quên mang theo túi sách. I was in a hurry, so I forgot my handbag. I forgot my handbag. Cô ấy không thể mở cửa vì quên mang theo chìa khóa. She couldn't open the door because she forgot the key. She forgot the key. Tôi bỏ quên tiền ở nhà. I left my money at home. Tôi bỏ quên điện thoại ở đây hôm qua. I left my phone here yesterday. I left my phone here yesterday. Cô ấy đã bỏ quên túi sách trên xe buýt sáng nay. She left her handbag on the bus this morning. She left her handbag on the bus this morning. Anh có bỏ quên cái gì ở đó không? Did you leave anything there? Did you leave anything there? Anh đã bỏ quên nó ở đâu? Where did you leave it? Where did you leave it? Ở nơi làm việc. I left it at work. I left it at work. Tôi đã quên làm bài tập. I forgot to do my homework. Tối qua tôi quên uống thuốc. I forgot to take medicine last night. I forgot to take medicine last night. Hoặc, I didn't remember to take medicine last night. Anh đã quên đưa nó cho ai? Who did you forget to give it to? Who did you forget to give it to? Who didn't remember to give it to?
Tôi quên đưa nó cho người quản lý. I forgot to give it to the manager. I forgot to give it to the manager.